Đối với rất nhiều người Việt Nam thì những cái tên như là Pabeda, Lada, Moscovic, UAT gợi lên những kỷ niệm về một thời xe ô tô của Liên Xô có một vị trí mà không hãng xe nào sánh được trên những con đường của Việt Nam. Từng được mệnh danh là Mercedes của Đông Âu, xe Volga là một trong những biểu tượng của ngành công nghiệp sản xuất ô tô Liên Xô từ nhiều thập kỷ trước. Đến nay dòng xe này đã không còn được sản xuất ở Nga, nhưng vẫn là hoài niệm của rất nhiều người Nga và để lại dấu ấn khó phai đối với nhiều thế hệ người Việt Nam. Nhà máy chế tạo ô tô Gorky, còn được gọi là nhà máy GAZ, nằm ở thành phố Nizhny Novgorod. Đây chính là nơi mà cách đây đúng 60 năm, những chiếc xe Volga đầu tiên đã lăn bánh. Mang tính cách mạng trong thiết kế với động cơ được cải tiến, công suất tăng lên 75 mã lực, tốc độ đạt 130 km/h, xe Volga khi đó đã mở ra một kỷ nguyên mới của ngành sản xuất ô tô Liên Xô. Dòng xe Volga đánh dấu sự ra đời bằng mẫu xe GAZ-21 trên sự cải tiến của xe Pabeda vào năm 1956. Đây là xe đầu tiên của Liên Xô được trang bị hộp số tự động, mặc dù số lượng chỉ khoảng 700 chiếc, nhưng đã là một bước đột phá. Xe Volga không chỉ nổi tiếng ở Nga mà còn trên toàn thế giới, đến nay vẫn có giá trị rất cao với các nhà sưu tập. Nhiều thế hệ của dòng xe Volga, từ GAZ-21 đến GAZ-24, từ GAZ-3102 đến GAZ-31029, đều có nhiều cải tiến trong quá trình sản xuất. Trong nhiều thập kỷ của thế kỷ 20, xe Volga trở thành biểu tượng của vị thế xã hội Xô Viết và các nước xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ. Với những người trẻ tuổi Việt Nam thì hình ảnh của chiếc xe này có lẽ là khá xa lạ. Tuy nhiên, vào thời điểm năm 70-80, cái thời mà sống đi Volga, chết làm ma mai dịch, thì đây là mơ ước của rất nhiều người. Vào thời điểm đó thì xe Volga chuyên chở các cán bộ cấp cao, cho nên còn có tên gọi là xe bộ trưởng. Dòng xe Volga GAZ-24 được nhập về Việt Nam những năm 1970. Tùy theo chức vụ, cán bộ mới được sử dụng xe tương ứng. Ví dụ như thứ trưởng đi Moscovic hay Lada, bộ trưởng mới được tiêu chuẩn xe Volga. Nhiều năm sau này, Volga không chỉ đơn thuần là một phương tiện chuyên chở bốn bánh, mà còn là người thân trong gia đình, là kỷ niệm, là phong cách sống của một thời xã hội chủ nghĩa. GAZ-21, thế hệ Volga đầu tiên đã có mặt ở trên 75 quốc gia. Hơn 600.000 xe loại này đã xuất xưởng trong 13 năm. Dòng Volga GAZ-24 cũng đã có gần 1,5 triệu xe được sản xuất từ năm 1970 đến năm 1992, là loại xe có số lượng sản xuất nhiều nhất của nhà máy và phổ biến nhất ở Nga lúc bấy giờ. Số lượng xe Volga sản xuất đỉnh cao ở mức hơn 100.000 chiếc một năm trong giai đoạn đầu và giữa thập niên 1990. Sau đó giảm mạnh vì cơn lốc của ngành công nghiệp ô tô trên thế giới và vì cuộc khủng hoảng kinh tế tại Nga năm 2008. GAZ buộc phải đầu tư hơn 150 triệu đô la Mỹ để cải tạo nhà máy. Volga Cyber là mẫu xe cuối cùng của đế chế Volga. Vào năm 2008 thì nhà máy sản xuất ô tô GAZ đã quyết định ngừng sản xuất ô tô mang thương hiệu Volga. Một trang sử của dòng xe nổi tiếng thời Liên Xô đã khép lại. Volga chỉ còn trong hoài niệm. Lada đã thay đổi hình hài. Ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Nga bước sang một trang mới. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Liên bang Nga. Chương trình Thế giới góc nhìn tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.